Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình giới thiệu cho mọi người một cái tựa game mới tên là Rockman X Diver. Đây là một tựa game của nhà sản xuất Capcom. Nếu anh em nào từng chơi những cái tựa game của nhà sản xuất này thì vẫn chắc hẳn vẫn còn nhớ cái tựa game, mình nhớ hình như là cái tựa game mà có cái hình quả táo mà đi theo kiểu trên cái mặt phẳng ấy, không biết anh em có nhớ không, mà nó cứ ăn những cái viên ngọc ấy, đi sang trái hay sang phải, bên trên xuống dưới. Đấy là một cái tựa game rất là nổi tiếng, theo mình nhớ là một cái tựa game đó là thuộc nhà sản xuất Capcom này. Trở lại với tựa game Rockman X Diver thì đây là một tựa game nói về một thế giới kỹ thuật số. Ở cái thế giới này thì tất cả các cái thời gian, dòng sự kiện cũng như là các hành động nhân vật thì đều bị đảo lộn hết cả ở trong cái quá khứ, và nhiệm vụ của những người chơi là phải thay đổi lại tất cả mọi thứ để cho tất cả mọi thứ trở lại cái trật tự ban đầu vốn có của nó. Đó là cái nhiệm vụ của cái người chơi trong tựa game này. Ở cái tựa game này thì nhà sản xuất mang đến cho chúng ta rất nhiều chế độ khác nhau. Chúng ta có chế độ co-op, đây là một chế độ cho phép người chơi cùng tham gia với nhau được trong một trận đấu, có thể cùng giết boss, cùng làm nhiệm vụ cốt truyện. Có cả chế độ PvP, PvP để chiến đấu với nhau nữa. Đây là tất cả những cái chế độ mà mình theo mình là rất là hay ở trong tựa game này. Và mỗi lần vào chiến đấu thì anh em sẽ mang những loại vũ khí, những cái loại chip, nó gọi trong game này nó gọi là những loại chip, và mỗi lần giết boss anh em sẽ có nhận được những cái loại chip đấy. Và những cái chip này thì nó có những cái kỹ năng khác nhau, có những cái kỹ năng chủ động, có những kỹ năng bị động, và mỗi một lần vào trận đấu ấy thì mình chỉ được mang theo một số loại chip thôi, nên là mình phải lựa chọn xem mang loại chip nào cho nó phù hợp trong cái trận đấu đó. Đây chính là cái bí quyết để chiến thắng những người chơi khác ở trong cái tựa game này. Anh em có thể download game ở trang chủ của nhà sản xuất Capcom. Mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả để cho anh em tiện download. Game vừa chính thức ra mắt ngày hôm nay, phiên bản chính thức, và có dung lượng độ khoảng mình nhớ là gần 800 MB. Game có một hệ thống đồ họa khá là bắt mắt. Các cái kỹ năng bắn rất là sướng tay, và quan trọng là game có tiếng Anh và mọi người có thể tương đối dễ dàng chơi được game này, bởi vì nó có một cái cô bé rất là xinh đẹp. Hướng dẫn cho mình rất là tận tình như mọi người thấy ở trên màn hình, thì giúp cho mọi người chơi game được nó dễ dàng hơn. Ok, đó là toàn bộ cái thông tin của cái tựa game Rockman X Diver của nhà sản xuất Capcom. Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi đến cuối clip, và anh em xem clip thì đừng quên để lại một nút like cũng như là đăng ký kênh, đồng thời ấn vào cái chuông thông báo bên cạnh để cập nhật những cái tựa game hay và hot nhất ở trên thị trường. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. This ain't the same. They say love heals all, it makes it all alright. In time, in time. My heart still feels the breaking, but you make my world so bright. It feels so right, it feels so right. And how will we
you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? Feel that we both feel.